Ma túy là chất gây nghiện tác động lên não bộ. Vì vậy, mối liên hệ giữa nghiện ma túy và chứng bệnh tâm thần được khẳng định trong y khoa. Với ma túy tổng hợp, chặng đường từ sử dụng đến việc bị bệnh tâm thần càng ngắn hơn. Bộ Y tế cho biết, cả nước có khoảng 13 triệu người liên quan tới rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt. Cứ 10 người thì chỉ có khoảng 3 người được chữa trị tại các cơ sở y tế, số còn lại đang sinh sống trong cộng đồng và nguy cơ gây án khi mất khả năng kiểm soát hành vi. Như tin tức Mekong hôm qua có đề cập, gần đây liên tiếp xảy ra án mạng do người tâm thần gây ra. Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 4 vừa qua tại thành phố Cần Thơ, một người đàn ông có tiền sử tâm thần dùng dao đâm 3 người không quen biết, trong đó có một người tử vong, tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về căn bệnh này để có biện pháp quản lý phù hợp, tránh những hậu quả đau lòng. Bác sĩ bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng rối loạn tâm thần hiện nay khá phổ biến, chiếm khoảng 15% dân số, với nhiều dạng khác nhau xảy ra đối với bất kỳ ai. Thứ nhất là loạn thần nội sinh, đây là loại bệnh tâm thần phân liệt. Trong đầu thường xuất hiện những ý tưởng không thực tế, biểu hiện của người bệnh thường đứng ngồi không yên, cử chỉ lời nói bất thường hoặc đe dọa những người xung quanh. Một dạng tiếp theo là loạn thần cấp tính do stress hoặc sử dụng chất hướng thần, thường xuất hiện trong lúc sử dụng các loại ma túy. Qua đây, chi phối hành vi của người bệnh theo hướng bạo lực và thường tấn công người khác, dễ kích động dù trước nay không có tiền sử bệnh tâm thần. Thứ ba là loạn thần trầm cảm. Loại này thường xuất hiện sau những sang chấn tâm lý như tan vỡ tình cảm, gia đình, thất bại trong làm ăn, áp lực công việc. Người bị trầm cảm thường muốn tự giải thoát bằng cái chết và muốn tất cả cùng chết với mình. Rối loạn nhân cách là người bệnh thường có những biểu hiện không tôn trọng luật lệ, đi ngược với luân lý của xã hội, có lối sống dị biệt, rất khó hòa đồng với mọi người. Dạng bệnh này có thể chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ, không đáng có, nhưng vẫn có thể sát hại người khác. Thực tế đáng lo ngại là nhiều gia đình thường bỏ qua triệu chứng ban đầu, đến khi phát bệnh thì quá muộn. Với người bệnh tâm thần, khi bị người nhà hoặc những người xung quanh có hành động gây chút căng thẳng như la mắng, trách móc, có thể châm ngòi đẩy người bệnh vào trạng thái bị kích động, dẫn đến hành vi không thể lường trước được. Như chúng tôi có đề cập đến đối tượng Trần Hồ Hiếu Thịnh ở phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thịnh bị tâm thần phân liệt và được điều trị thường xuyên ở bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Khi bệnh được khống chế, bác sĩ có tư vấn, hướng dẫn cho người thân trong gia đình về cách chăm sóc, từ ăn uống, thuốc men cho đến liệu pháp tâm lý. Nhưng vì mẹ và dì ruột già yếu, không cho uống thuốc đúng theo chỉ định, dẫn đến đối tượng xuất hiện hoang tưởng và ra tay sát hại cả người thân nhất của mình. Với trường hợp loạn thần cấp tính, rõ nhất là vụ Phạm Văn Nam, sinh năm 1989 ở tỉnh Ninh Bình, lái xe ô tô truy sát, làm một người chết ở Bình Thuận. Vụ việc xảy ra cách nay 2 năm, Nam bị một nhóm người tấn công tại quán nhậu. Sau khi thoát được, đối tượng lên xe trượt đuổi nhiều vòng và tông một người tử vong. Trường hợp này, những người đi cùng biết Nam đang bị kích động, nhưng lại không cảnh giác rằng việc này có thể gây nguy hiểm chết người, không ngăn cản. Những trường hợp như thế này hoàn toàn có thể tránh được nếu người trong cuộc, người bên cạnh biết cách xử lý kịp thời. Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nếu phát hiện người nào đột nhiên có biểu hiện lầm lũi, né tránh tiếp xúc với người khác, bỏ bê bản thân cũng như công việc, cần hướng dẫn điều trị kịp thời. Người bệnh cần được uống thuốc đều đặn theo toa của bác sĩ, không nên tự ý ngưng hoặc cắt giảm thuốc dẫn đến mất cân bằng. Một vấn đề hết sức cần thiết là phải có sự quản lý giám sát điều trị người bị bệnh một cách khoa học, chặt chẽ, gắn trách nhiệm của người thân, gia đình và tổ chức xã hội, tránh những hậu quả đau lòng như từng xảy ra.